Hello, welcome back to Theta Yes channel. Today I'm sell you the order the mat for children. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Theta Yes nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái đơn hàng về khẩu trang trẻ em. Đây, đây là một cái trung tâm Anh ngữ đã đặt thể thao Yes lên đơn 1000 cái khẩu trang cho trẻ em để làm cái branding. Rồi, khẩu trang 3 lớp kháng khuẩn. Ok ha. Đây cái lớp hai lớp thể thao thoải mái bên trong và bên ngoài, bếp trong nữa thì là kháng khuẩn giặt 30 lần tối thiểu. Tối thiểu là kháng khuẩn 30 lần. Anh chị có lên đơn hay làm những cái đơn về branding hay là gì thì liên hệ qua thể thao Yes. Xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại đang có 4 màu nha. Anh chị nào